Nó có để PB unavailable ấy. Thì mình tắt cái đấy xong mình vào được mà. Nhưng mà nếu mà chắc cuối thì mọi người cứ xài VPN để mình thêm vào cái phần game á. Chờ xíu. Đây. Cái này nó hiện cái này xong mà mình bấm close xong mình không có đổi, cần phải đổi tài khoản. Miễn là nó đúng server là được. Tắt nó vẫn hiện à. Thế thì khó nhờ, dịch chắc là chịu khó xài VPN xem sao. VPN thì có thể xài đây. Thử xài VPN xem. Cảm giác nó cứ chán chán mùa này á hả? Mùa này thì mình thấy ổn mà. Nhưng mà khó nói, bây giờ quá sớm. Quá sớm nếu mà gọi là chốt là mùa này ổn hoặc là không ổn. Để chờ ra bản chính thức cái xem sao. Còn sau vài game Kim Baron, tôi nhận ra là bài này không gò bó như mọi người nghĩ, kiểu mình cast xong có thể dùng một hai con trong bộ này dùng được, sau đó xoay phone như bình thường. À là nổ xong mày vẫn giữ đúng không? Ấy là vẫn giữ đủ hệ thôi, giữ cái hệ 3 thôi, xong rồi xoay sang mấy con khác. Tại vì cái bài đấy có 4 tiền mà, cái hệ này có bốn, có tướng 4 tiền để mà đá sang mà vẫn ổn đấy. Tại cũng chưa đánh á, chưa đánh thì cũng ngồi phán bừa thôi à, không có nói chính xác được. Ambusher là con cùng hệ với là con Powder ấy. Ôi nhiều trang bị thế. Ủa sao game này nhiều trang bị vậy? 5 mảnh xong rồi 2 cái kia nữa. Mình cần 1 sao 2 sao trong shop. Có khả năng 2 sao. Nhận 3 vàng. Story Night hả? Cho lấy thử 3 xem. Và nó... có mạnh không? 1 với lại 2 tiền. Ồ cái này như là phải mua nguyên cái này ấy, để xem cái nó có ra được 2 sao hay không nhỉ. Chờ tí. Ờ không biết là mua hết thì nó có con nào 2 sao hay không. Hay là cái này nó hiện hiệu ứng, hay là nó sẽ hiện hiệu ứng 2 sao. Không biết nha, nhưng mà để mà reroll à, để xem reroll được bài gì. 1 tiền 2 tiền có bài gì để reroll? Có Nocturne. Không thì có Tristana, có Tristana ấy, nhiều khi Tristana được, tao bán con này tích lợi tức trước nha. Nhưng mà không biết là cái xác suất của nó bao nhiêu. À cái nãy giờ nó vẫn chưa hiện 2 sao ở đâu hết. Nãy giờ vẫn chưa thấy 2 sao đâu cả. Vậy là nó phải hiện 2 sao mới mua thì nó mới lên sao ấy. Còn cái lõi mà vào round quái nó cho 10 lượt quay trong 30 giây thì cái đấy nó sau 30 giây thì nó sẽ nhảy, sau 3 giây là nó nhảy cái đầu tiên. Nó không có để giờ cho mình tính, mình phải tự tính nhẩm. Giống như cái bùa ở mùa hiện tại. Nhờ. Rồi để xem sao. Cái này thì nó sẽ tăng theo cấp tướng. Nhiều khi cái này nó lại là một cái loại đánh tempo khả năng cao. Có trường hợp là loại này nó lại là một cái loại đánh tempo thay vì đánh reroll á. Để mình xem nha, thì cứ dựa theo tướng 2 sao mà đánh up cấp. Nhưng mà cấp thấp hơn nữa sẽ hiện được nhiều tướng thấp tiền hơn. Cũng có qua có lại. Nhưng mà cảm giác là cái tỷ lệ cho cấp 3 hồi nãy giờ chưa có cái vẹo gì hết. Chưa thấy được gì hết. Đây. 2 sao này. Nhưng mà 2 sao này thì nãy không kịp xem mà không biết là nó có lời tiền hay không. Kem Baron hả?
Không, lời tiền nó hiện là ba vàng đúng không? Nó có hiện là ba vàng không? Có ai nhớ không? Nếu mà nó hiện là ba vàng thì không có lời hai tiền ấy. Thế thì chắc là vừa tempo vừa reroll được, tùy trường hợp mà áp dụng thôi. Ba vàng thì thôi. Thế thì lỗi nó hơi bịp nhờ. Cảm giác cái lỗi nó hơi bịp, hoặc là mình chưa biết cách sử dụng chính xác thôi. Thì cứ lấy thử để mình biết, để mà biết thôi. Còn con Jerry hả? Jerry thì nó là gì ta? Một cái ba đòn đánh. À, buồn đau được. Đi chở lấy cung. Chỉ có Tristana. Vấn đề là không có Tristana cơ. Nhìn không biết, nhìn cái form này không biết đánh gì luôn á. Chỉ có đép tàn tàn thế thôi mà không có... Chưa có bắn tỉa. Chưa có bắn tỉa và chưa ghép độ. Khả năng cao là phải ghép độ, ghép cuồng đao trước. Cái lỗi này nó cứ kỳ kỳ như nào ấy. Cảm giác này hơi chấp lỗi. Cảm giác là chấp lỗi cả game mà. Không đánh Kalista, đúng. Chắc là đánh Kalista đấy. Kiểu cảm giác là một tiền không có nhiều form để mà xoay ấy. Chắc là mình tại mình chưa tìm hiểu kỹ thôi, chứ còn ngoài cái bài đánh powder, ngoài cái bài đánh powder gia đình thì mình không biết là đánh reroll cái gì khác được. Mình chỉ thấy chấp lỗi thôi. Nãy giờ thấy chấp lỗi không? Nãy giờ đúng được một con 2 sao à. Mình nghĩ cái lỗi này chắc là nó phải buff. Đi xem sao. Phải chơi nốt game thì mới nói được chứ. Nhưng mà nãy giờ nãy giờ méo có gì hết. Nãy giờ nó méo ra gì hết. Nãy giờ nó ra đúng một con vai 2 sao. Xong rồi mà thế thôi. Thì tất nhiên là phải roll, nhưng mà ý là thường thì tự nó cũng sẽ ra ấy. Thì có nghĩa là xác suất nó ra khá là thấp. Khả năng cao bài để đánh 2 tiền. Đánh kiểu slow roll cấp 6 2 tiền á. Nó phải đoán chắc là 2 tiền. Hoặc là lỗi này chỉ nên lấy khi mà có cổng cho nhiều tài nguyên như là vàng ấy. Thì roll sớm hơn, roll sớm thì dễ kích. Chứ còn bây giờ nhìn thấy là nó trôi tuột rồi đó. Chưa gì vọng hay là thấy trôi tuột rồi. Tại vì không ra được từ. Không ra được con 2 tiền 2 sao nào để mà def. Chứ mình cũng không có đòi là shop nào cũng ra, nhưng mà nãy giờ nguyên round ra được có đúng một shop thì khó nói lắm, mà lại ra một tiền nữa chứ không phải là đây. Thế thì ổn này. Như này thì nó hợp lý hơn tí. Kiếm tư thần à. Hết khóc. Ra cái này hết khóc rồi. Chắc là khả năng cao mình đánh Akaku. À thôi lỗi này chắc nó cũng có trường hợp nó sẽ mạnh. Ok, mình sẽ rút lại lời mình đã nói. Lỗi này chắc là có trường hợp nó sẽ mạnh đấy. Phải chơi đậu. Chắc là lấy cái này cũng được. Xin lỗi vì đã gáy quá sớm. Ôi vãi. Rồi giảm
Từ từ, cái form Jerry không biết triển khai như thế nào. Jerry thì chắc chắn là phải kết được cái hệ, hai hệ của nó rồi, nhưng không biết ngoài ra thì kết được hệ gì. À, con này thì hạng trên khả năng cao là con kia đánh cùng, Watcher đánh cùng thì sẽ là Vladimir hoặc là Vander. À, từ từ, nhưng mà chưa mừng vội, tại vì có Jerry 3 nhưng mà không có khung á, không có khung cho nó, không có khung dev cho nó thì cũng khó. Nhưng mà khoan chê. Coronation Cape, Crown Shield Cape, Grand là cái này được cộng một slot, nhưng cái này tấm quần là cộng một slot đó, chứ là mình không lấy đâu. Ôi, 2 sao kìa. Ác thế. Chắc là chưa up cấp. Khoan, up cấp. Này, Watcher lại đang thiếu. À ok, thiếu cái con 3 tiền kìa. Mình thiếu con 3 tiền. Đây. Nhưng mà nếu mình phải đoán thì cái này là đánh không đánh khung chờ xíu. Unan, ok. Sao ấy nhỉ? Khả năng cao là một là đánh tempo hay là đánh reroll, nhưng mà reroll thì trong trường hợp mà kiểu nhiều tài nguyên ấy, chứ còn mình thấy loại này up cấp đánh tempo để mà nó ra cái móc 2 sao lẻ để mình cứ update bài, nó giống như tinh anh ấy, nó hơi giống tinh anh mùa 10 có 2 sao sẵn, tất nhiên là sẽ yếu hơn rồi tại vì không có hiệu ứng tinh anh, nhưng mà được khoảng 2 sao lẻ. Bây giờ mình chỉ kiếm Jerry, làm một phát Jerry thì ngon nhỉ. Cũng có thể nói một cách đơn giản thì là lỗi đa nhiệm. Tự thích thì tempo, không thích thì thôi, tùy trường hợp áp dụng lỗi, không bị quá là rập khuôn. Như vậy cũng tốt mà, tốt cho game. Còn tích số Tristana lâu quá thì thôi bỏ qua đi, chắc là không tích nữa đâu. Bây giờ ráng kiếm Jerry, kiếm cái form này của mình Jerry, xong rồi kiếm thêm Archer hả? Red. Xong rồi đánh bắn tỉa. Which cock more. Loại này chắc là Deathshot sẽ dùng, không biết nữa. Tại vì mặc dù là nó, nhưng mà nó cũng rủi ro mà. Cũng rủi ro cái khả năng là bạn sẽ không ra được tướng. Và nếu mà có ra tướng 2 sao thì lại ra cái tướng mình không cần. Khó nói. Bùa xanh hả? Bùa xanh khóc mòi thôi chê. Lấy cái là lấy đội thủ. Lõi này mạnh hơn lõi mua một con được 2 copy của em một trước. Mạnh hơn hả? Cũng khó so sánh, tại vì một lõi vàng với lại một lõi kim cương khó so sánh nhờ. Hai cái nó... Ok, mạnh hơn, mình xin lỗi. Xin lỗi. Tính tranh cãi đấy, nhưng mà... Cái này thì khó cãi quá. Nhìn cái quả này xong khó cãi quá. Đúng là nó mạnh hơn rồi. Bóc được con Jerry 3 free thì chỉ có cái này lõi kim cương, vẽ cũng không vẽ nổi đâu. Nhưng mà hơi đỏ tại vì mình ra được tướng. Khó nói nhờ, thôi up cấp vui. Đen xì màn hình hả? Ừ, nó chơi lỗi thôi, bạn phải chịu khó chờ xong rồi tạo game mới. Chờ cái game đấy nó hủy á, phải chờ nó hủy cái game đấy xong rồi chơi vào game mới. Rồi nguyên
Nguyên một đống kem Baron. Bây giờ phải kiếm Firelight. Tích được hệ phụ cho con Zeri cái. Xong rồi cáp cùng Echo hả? Cáp cùng với lại Echo thì có khả năng là mình sẽ không đánh 4 bắn tỉa. Tại vì đánh đánh hàng trên cảm giác nó cứ thiếu thiếu á. Ý là đánh 4 cái hệ thủ thì ngon hơn. Với lại có con Garen, đánh được con Garen ấy. Có con Garen cho nó cầm giáp quyền thần. Mình để ba đầu tanh ở ngoài. Mà ghép giáp máu cho nó nữa. Giáp máu để mà nó cho mấy con kia nhiều máu thêm. Mà cái cảm giác là cái hệ thủ thì nó hơi phụ thuộc vào con Garen nhiều quá. Định đánh Jerry này lên Jerry 3 mà còn lắc nữa, không biết sai cái gì ạ, mình xin lỗi. Game nó tự ra, mình cũng khó nói lắm. Mình cũng không tính đánh Jerry. Mình tính đánh Tristana mà nó ra cái này trước thì chịu. Yêu quá. Vẽ thêm Khóc 3 hả? Khóc 3 không vẽ được, nó chỉ tính 1 với lại 2 tiền thôi. 3 tiền thì không có. Coi như là bây giờ là mình xong lỗi đấy. Cái lỗi này nó giống như là chờ đợi xứng đáng của mình rồi. Có con Jerry 3 rồi, Cúc lên cấp Cúc lên cấp 8 tròn bài. Vậy ê, tính nếu mà so sánh với chờ đợi xứng đáng thì cái này ngon hơn nhỉ. Nhưng mà nó ngon ở cái khoảng là mình phải đỏ nữa. Cái quả này mình không đỏ thì không có lên cùng thời gian với là chờ đợi xứng đáng đâu. Tại vì chờ đợi xứng đáng sau khi lên được 3 sao nó còn nhả thêm tiền nữa. Còn cái này đâu có nhả thêm tiền đâu. Garen, thì chắc là ghép đồ Garen thôi. Cho Ambassa cầm đồ Garen. Nói chuyện sau. Với lại cái này nó cho mình 2 sao. Nhưng mà 2 sao không có giống toàn sao là sao. Là mình phải trả full tiền. Mình phải trả đủ tiền cho 3 bản sao. Nên tính ra cái bài này đâu, cái lõi nó có lời được vàng đâu. Thì đấy. À quên. Ê khoan, nãy giờ mình chấp lõi 2. Không sao không ai nói. Không ai nói mình chấp lõi 2. Vậy mình chấp lõi 2 nãy giờ. Lõi 2 phải ghép đôi bạn thân. Xếp kiểu đôi bạn thân á. Mà nãy mình xếp không có đôi nào bạn thân hết. Nice. Lõi 2 là Poke Buddies. Nó giống như là đôi bạn thân. Nhưng mà nó cho, nó nghiêng về thủ hơn. Nó sẽ cho giáp. Quên. Lõi mình. Đây. Tướng địch xếp kế bên. Chính xác một con sẽ nhận được 300 máu. Khi con đấy chết thì con kia nhận được 15% giáp. Nó cũng hơi đôi bạn thân mà nó cũng hơi đôi bạn chí cốt nữa. Ông chí cốt chứ xin lỗi. Hơi giống ông chí cốt một tí. Con tướng cuối cùng còn sống của bạn sẽ nhận được 100% tốc đánh và 30% giảm sát thương hả? Cảm giác nó hơi xa. Cảm giác nó hơi xa, thôi lấy hút máu đi. Hình như là Trung ấy, Trung đang bị Trung đang bị lag. Watcher đâu rồi? Garen, cần Garen. Nhưng mà Garen thì mình không xếp được cái này. Hai con, xếp được đúng con à. Xếp kệ con thôi. Là không cần từ tại vì cái vấn đề là hai con này nó hơi phế thôi, thà đánh bà nó 4 bắn tỉa cho xong. Nhiều khi đánh 4 bắn tỉa cái đánh con này nó hơi rác, xong rồi kiếm Garen 2 cho nó cầm đồ thủ, không mà cho con Scar nó cầm cũng được.
coi 2 sao cầm cũng được. Để xem, ý là cũng tròn form nhưng mà cảm giác nó cứ nhìn nó không ngon lắm. Chosen Zeri đâu hả? Tiếc quá mình không có mảnh. Sorry. Có mảnh mình đã ghép rồi. Chosen Zeri. Cái con Zeri giờ mình mới để ý là con Zeri nó không có mana. Thì đã thử xem, đã thử ghép Chosen xem. Không biết là mỗi đòn đánh có Chosen thì nó có tính thêm một móc nữa hay không. Hê hê. Bích phép. Bích phép cho Echo. 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 Chắc là carry phụ, carry phụ con này nhờ. Nhìn không biết sếp sao luôn á. Chắc là Garen, chắc là bộ ưu tiên đam Garen. Chúng ta có tướng trong shop có con 2 sao. Tại vì lõi 1 á, lõi 1 là mấy con 1 với lại 2 tiền thì có xác suất là sẽ ra form 2 sao. Thì bởi vì mình mới có Zeri 3. Hồi nãy game nó cho 3 con Zeri, mỗi con đều 2 sao hết. Rồi, để nâng cấp. Nâng cấp gì đây? In 3 mini set deal 30%. Ê, cái này ngon mà. Cái này cảm biết cho Zeri giảm giáp siêu ngon. Nó giống là ba tia á, cái này là được ba tia phụ gây đam xong rồi mỗi cái tia đấy giảm giáp hả? Nghe cũng thấy cũng tính đấy, nghe thấy cũng ổn đấy. Giờ cái vấn đề là sếp cái này mất con Garen nó bị mất, cái là sếp vậy à? Thì khi phải sếp vậy không? Rồi sếp vậy con này nó hốt ít quá. Má ơi không biết sếp sao luôn á. Đại. Hệ Firelight như nào ạ? Hệ Firelight thì tích được móc 3 thì mỗi 6 giây nó sẽ lướt. Và trong khi lướt thì nhận được tầm đánh full, ý là đánh được nguyên sàn, tầm đánh tối đa, xong rồi sẽ hồi máu. Thì nó giống như cái hệ Kai'Sa trinh thám phải không? Kai'Sa Vayne ấy, lướt. Nhưng mà cái này nó lướt mỗi 6 giây. Chứ nó không có lướt khi mà có tướng địch ở gần. Bây giờ để 6 giây này nó lướt. Nó lướt không? Đấy, nó lướt. Xong rồi nó sẽ hồi máu. Loại anh hùng Powder Bop, ừ Bop, 60% đam ấy chứ không ít đâu. Không biết là nó có nerf không? Không biết là nó có nerf xuống một ít không? Chứ mình thấy như vậy hơi nhiều nhờ. Còn cái này ti phụ giảm giáp, nhưng mà sợ ti phụ mà mỗi mỗi 3 đòn đánh nó mới 3 tia. Đam à tại không có echo, cái này chắc là không do không có echo. Cái này tự lỗi 3 nha, lỗi 3 khi mình hồi máu hút máu đủ thì nó sẽ cho mình 10 vàng. Chắc ai đó sẽ vào la 3. Không biết là có ra được Vala 3 không? Tại vì Vala 3 hoặc là Vander 3 thì có con đép đép tạm. What has it so far? It's pretty good. It's pretty decent. Lướt vậy có mất DPS không? À, trong lúc lướt nó vẫn chuẩn chiêu được. Nó vẫn auto được. Nên không, chắc là không bị mất DPS giống Recon đâu. Ôi nhìn rối quá. Nhìn với mình thì mình thấy nó rối mắt phải. Ú. Gì đây?
Ôi ôi ôi, nhiều thao tác quá. Lấy em á. Có con này 3 sao ngon nè. Con này 3 sao có cái đẹp đẹp. I'm sorry, it's not, it's like mobile. It's pretty good. Much better than the old one. For sure. Rail à? Không cần rail. Có Garen rồi. Kathleen 2 không? Có thể là Kathleen 2 không? Bây giờ thì Kathleen có mạnh hơn chưa? Tại vì có cái được hệ. Cái khả năng cao là Kathleen mạnh hơn đúng không? Tại vì nó... Ôi từ từ, Kathleen 1 có mạnh hơn Twitch 2 không? Trong trường hợp mà kích được hệ, còn cái kia không kích được hệ hả? Chắc là kích hệ ngon hơn ha. Giữ á, chắc bỏ giữ Kathleen lại. Bây giờ xoay kiếm nốt con này 3 sao để có cái để đẹp. Là xong, trong bài. Với là mình đổi huyết kiếm, khả năng cao là mình đổi huyết kiếm qua cho Garen ấy, tại vì con Echo nó có hồi máu. Hồi máu từ hệ của nó rồi, Garen thì không. Tính ra lõi này chắc là có triển vọng. Mình nghĩ là tối ưu hóa được cái lõi này thì lõi này sẽ mạnh ấy. Nhưng mà một phần cũng như mình đỏ, ấy là một phần cũng như mình đỏ ra Zeri. Ba con Zeri lại là con, ba con Zeri đều form 2 sao hết. Thì cũng khó nói quá, khó đánh giá chính xác được là do cái nào. Garen thôi, chắc là không Garen 3 đâu nhỉ. Mấy con mini Zeri để làm gì vậy á? À cái mini này á hả? Mini này nó giống như là cuồng cuồng cung thôi. Xong thì nó sẽ cường hóa đòn đánh của Zeri để Zeri giảm giáp. Mỗi lần Zeri đánh thì giảm 5 giáp đấy. Thì khá ngon. À mấy cái con, à mấy con Zeri nhí ở đấy là mini là cái cường hóa của mình đấy. Ô vậy là nó giống ba tia. Ừ nó giống ba tia. Chỉ là có nhìn có ba con Zeri nhìn nó ngố thôi. Các bạn nào bị màn hình đen phải chỉnh lại trong Windows Defender là được, làm video là hết màn hình đen. Ô video này bạn có nhả link được không? Tại mình không có, mình chưa có cái link đấy. Cái nhả link để mọi người tham khảo. Thank you, thank you. Ôi, sao lấy cái đấy rồi? Nice. Ngon, mất cái đấy thì hơi khó nha, tại mình bỏ được con bỏ được con bịp bịp ấy. Bỏ được con này nè. Nó hơi đánh Jinx luôn cũng được. Ôi xếp khó quá. Xếp này chắc phải nhích nhích một bên để nhìn cho nó đỡ trống ở đây. Tính lấy scrap cũng được. Có ấn scrap tính là lấy scrap. Bài top 1 hả? Bài top 1 có gì ấy? Cocky. Nhận được thêm 32% sát thương với lại 16% chống chịu. Ôi lỗi thế. Lỗi này nhìn khá lỗi. Cái mình cần là con này 3 sao. Không có con này 3 sao cảm giác trôi. Ở trôi á. Ok vừa nói có luôn, cảm ơn. Còn bây giờ mà up cấp thì bỏ Jinx lấy 4 khả năng cao là lấy 4 bắn tỉa. Bây giờ để mà tối ưu hóa cái bài này mà nếu mà carry Zeri ấy, thì không biết là chỉ cần kích 2 đủ chưa, tại vì con Zeri nó cũng không cần hút máu quá nhiều á.
phút máu thì chủ yếu để kẹp được con Echo, tại vì con Echo tướng chất tướng tốt thì kẹp, nhưng mà không có kết hệ được. Nhiều khi vẫn là bốn bắn tỉa, nhiều khi bốn bắn tỉa. Mùa mới nhìn loạn, không lúc nào mới chơi cũng vậy mà, chơi tí quen à. Chơi nhìn tí quen à, không sao đâu. Bây giờ mình chờ up chính bỏ Jinx lấy thêm Hốc Mao Twitch. Xong bài. Nếu mà cái loại này mà được 3 tiền thì ngon. Tại vì nó không có giảm giá thì cho 3 tiền chắc cũng không đến nổi đúng không? Nhưng mà chắc là do tempo. Ví dụ mà có 2 tiền 3 sao lộn. 2 sao 3 tiền đầu game thì tempo đẩy tempo quá. Hơi lỗi. Hơi quá lỗi. Chắc lấy đồ thủ tiếp. Với lại đợt này nó chỉnh màu mấy con tướng là nhìn hơi xấu. Nhìn hơi xấu nhưng mà mục đích chính phục vụ là để nhìn bạn liên kết tướng cùng hệ với nhau cho nó dễ. Giống như con Mundo với lại con Nunu thì kiểu chỉnh cái gam màu để nhìn cho nó xem nhau một tí. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ xấu. Đánh đổi cái việc nó xấu với con set này nó được nhuộm tóc. Đâu con set được nhuộm tóc đâu rồi? Đây. Nhuộm tóc là nhìn lõ ác nhưng mà phải chỉnh thôi. Để phù hợp với lại cái tộc hệ Rebel. À Illaoi cũng thế. Illaoi khác hẳn luôn này. Bởi nhiều khi chơi Liên Minh nhiều xong mà nhìn nó cũng không có giúp gì mấy. Cái này nhiều khi có khi cần 4 á. Nãy thấy móc hoa hơi yếu. Ê con sao bắn, à đúng rồi, nhìn con Cookie này bắn nó không có lực tí nào luôn á. Chọn skin đẹp xong rồi làm phát hot, khó nói thật. Giống như Ezreal, mình thấy Ezreal cái skin gốc của nó màu khá đẹp mà. Cái tóc vàng á, đổi lại tóc xanh nhìn cứ ngố ngố kiểu gì á. Chịu á. Bây giờ đang thiếu gì, đang thiếu cái con Twitch kiếm lòi mắt không ra, không thấy. Chờ hết round đi chợ kiếm. Tối nay có stream không? Mà nếu mà mình stream thì mình stream chắc một lần thôi á. Thì nếu mà một là mình mega live, hai là mình nghỉ sớm, chắc vậy. cái bài Cookie này thì nó đa hệ, tại vì phải kích đa hệ để lấy loại 2 á. Nhưng mà bù lại thì không biết là cái việc đánh đổi này nó có đáng hay không, tại vì mình thấy nhảy từ móc 2 tới móc 4 của con Cookie nó cũng khá là đáng kể. Và bài mình chưa max spin nữa thì sau khi mình up cấp thì nó còn dễ win hơn khi mà có 4 bắn tỉa. Mà không biết là mấy con mini Zeri này ấy, thì nó có nhận được khuếch đại sát thương từ 4 bắn tỉa không thôi. Foster hả? Chắc mình không cần Foster đâu. À đây. Con này đây, bắn tỉa đây. Còn bài.
để kiếm Caitlyn nữa là xong. Giữ công, giữ máy đi lại, giữ máy đi lại bỏ khóc mau ấy. Bây giờ cấp 10 nó có đếp không? Không biết là mình cấp 9 thì nhà kia cấp 10 có đếp hay không thôi. Con Jerry nó vừa lướt nó bắn kìa. Ấy nó vừa bắn luôn. Khá ổn, không bị mất DPS. Như là cái như là Kai'Sa. Đúng là bây giờ 2 tiền nó khác nhờ, chứ trước đấy 3 tiền lướt xong rồi không chịu được chiêu, mất đam. Bị hao hụt đam quá trời. Ủa giờ xong bài đâu còn gì nữa đúng không? Bây giờ đâu kịp được thêm gì nữa đâu, bài này max ping thế thôi. Kịp được thêm Ambusher, à kịp thêm Jinx ấy, kịp thêm Jinx nữa xong bài ấy. Mà thôi, bài này thì max cap. Mình nghĩ nếu mà nó cân bằng cái lỗi này thì nó có thể cho là mỗi tên mình bắt được ôi thua kìa. Mình chưa kịp gỡ ra để chấp nhưng mà thua đấy. Biết kiếm giữ đây. Nhiều khi đai máu hả? Đấy máu nhiều khi phải chuyển qua cho con này cầm ấy, tại vì nó scale máu khá tốt. Bàn tay cho X chuyển bớt qua cho cô cầm. Không phải đai máu cộng 1 cho Garen. Không phải cho nó cầm vương miện luôn á, nhiều khi cho nó cầm vương miện nốt. Đấy đồ Caitlyn. Tùy. Vì không ngon lắm. Vì không ngon lắm nhưng mà vì vẫn được. Thế là vẫn là phải diệt á. Xíu Ro không thấy mặt tướng. Hiện cái kia rối mắt quá không thấy được mặt tướng. Con cần kiếm thì lại không hiện. Cái con cần hiện thì nó lại không hiện. Kịp. Nói chung nếu mà nhanh tay á, nhanh tay là vương miện Echo ấy, chứ không vương miện Vladimir đâu. Mình nghĩ Vladimir bây giờ không làm được gì hết. Wincom. Ôi Jinx. Ôi Jinx, vãi cái Jinx. Không phải Jinx sai diff rồi. May là phải Jinx sai diff, Caitlyn diff. Rồi kiếm bùa. Nhớ bùa.